Chúng ta tiếp tục với trận đấu thứ ba của trận công đài thứ hai với đài Megadi kỳ 74 giữa Nguyễn Trung Đoàn và Bùi Thế Nghĩa. Sau hai trận đầu thì phần thắng là 2-0 cho Nguyễn Trung Đoàn. Set 3 và nhau bóng không đều. Không một. Một đều. Quả bóng rất hay của Nguyễn Trung Đoàn. Hai đều. Rất tốt, quả giật phải. 4-2. Thank you.
16. Bay đâu? Sau trận đấu thứ ba, tỷ số bây giờ tạm thời là 2-1 nghiêng về cho tay vợt cùng đài Nguyễn Trung Đoàn. Chúng ta chờ đón trận đấu thứ tư.